Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Có bảy linh hồn cấp bậc thiên tôn xuất hiện rồi. Đây sao có thể à? Sĩ hạ giới Trần Ngọc Phong. Tại sao lại có thể à? Có nhiều mối quan hệ với thiên tôn như vậy? Thi hồn hiện thế đại pháp có thể sai khiến được linh hồn như thế nào? Quyết định ở hai nhân tố, ràng buộc và uy tín. Cái gọi là ràng buộc chính là mối quan hệ giữa người với người. Nếu như hiểu nhau, ràng buộc sẽ càng sâu hơn. Mà huyết mạch là ràng buộc thiên nhiên vững chắc nhất. Bổn tọa ép buộc thiên tri nhất tộc, Trần Ngọc Phong ép buộc đồng bào của tiểu thế giới đều dựa vào điểm này. Trần Ngọc Phong vượt qua huyết mạch, khiến cho yêu tôn giáng lầm. Mình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Trong đó, nhân tố thứ hai ép buộc linh hồn nào uy tín. Linh hồn đối với người thi triển thuật đều công nhận, thì càng dễ bị ép buộc hơn. Là lãnh tụ tuyệt đối của thiên tri nhất tộc, bất cứ người nào ở trong tộc cũng không thể nào thoát khỏi sai khiến của mình. Yêu tôn thân là kẻ thù của nhân tộc, lại công nhận Trần Ngọc Phong. Đùa cái gì vậy? Linh lăng của Trần Ngọc Phong xung kích, thanh thế đã ngang bằng với mình rồi. Nhưng mà linh khí luyện hóa trước đó còn lại, đánh lâu dài mình hoàn toàn không sợ. Cộng thêm linh hồn thiên tôn ở chỗ mình nhiều hơn, tiêu diệt Trần Ngọc Phong chỉ là vấn đề thời gian. Chờ đã, sao trong chốc lát tình hình lại trở lên như vậy? Không thể nào, không thể nào. Thiên tri nhất tộc của ta đứng sừng sững ở đỉnh của vạn tộc, sở hữu linh hồn cao quý nhất, tại sao lại bị ép về? Tại sao lại bị lép vế trong độ sức với linh hồn được chứ? Bổn tọa không thể nào hiểu được. Ngươi sở dĩ không hiểu là vì nhận biết của ngươi đối với thi hồn hiện thế đại pháp là sai lầm. Linh hồn giữa người với người không có khác biệt gì hết. Nói một cách khác, linh hồn của thiên tri nhất tộc không cao quý hơn bất cứ người nào. Bởi vì sự phản bội của ngươi, linh hồn của thiên tri nhất tộc đang bỏ rơi ngươi. Phía sau bổn tôn đã không còn một ai nữa rồi. Tại sao, tại sao? Thì ra là như vậy. Các vị đồng bào, đợi bổn tôn vũ hóa thành tiên, ta sẽ phi thăng lên tiên giới không lo lắng gì nữa. Ta ở tiên giới sẽ tìm cách. Nhưng bổn tôn tuyệt đối là sẽ không quên công sức của các người. Bổn tôn ở tiên giới sẽ tìm cách. Cũng sẽ có một ngày để các người phi thăng tiên giới. Mục tiêu cuối cùng của thiên tri nhất tộc chúng ta chính là xưng bá ở vùng đất thần Phật. Các vị, chúng ta nhất định là sẽ gặp lại nhau ở tiên giới. Bổn tọa khi còn trẻ tuổi ngông cuồng, đã từng đặt ra lời hứa như vậy. Thời gian quá lâu, suýt chút nữa thì đã quên mất. Trần Ngọc Phong, là ngươi đã thắng rồi. Chúc mừng ngươi đã trở thành loài người có hy vọng phi thăng nhất. Mà ngươi cuối cùng cũng sẽ đi lại con đường cũ của ta. Khi ngươi đăng tiền, chính là khi phản bội tất cả sinh linh ở giới này. Phía sau ngươi sẽ không còn lại một ai. Thắng rồi, linh khí đã hoàn toàn bị cạn kiệt rồi. Thêm một giây, mình sợ rằng cuối cùng cũng sẽ hóa thành tro bụi. Đúng rồi, linh hồn của mọi người đâu? Mình còn có rất nhiều lời muốn nói với bọn họ. Tiểu mã, chúng ta phải đi rồi. Nhìn thấy ngươi chiến thắng được vô thượng tiên tôn, lão vua cuối cùng cũng đã yên tâm rồi. Hãy chăm sóc tốt cho mộc tử, đừng để hậu nhân của lão phu phải chịu ấm ức. Đợi một chút, lý tiền bối. Nếu như ta đi đến trước cửa tiên giới, ta nên làm thế nào? Ta thật sự có thể bỏ rơi vùng đất này sao? Một mình tự phi thăng lên tiên giới ư? Tiểu mã, câu hỏi này ta không thể nào giải đáp. Đáp án cuối cùng cần bản thân ngươi tự tìm kiếm. Nhưng mà có một điểm ngược lại có thể xác định. Ta tin ngươi sẽ làm theo nội tâm của mình, đưa ra lựa chọn không hối hận. Mã Huỳnh, sau này gặp lại. Tướng công, phải cố gắng đấy. Tiểu Ngọc ở trên trời sẽ cổ vũ cho chàng. Con gái của chúng ta lại giao lại cho người. Tiểu tử thối, đợi ngươi chết rồi nhớ đến chơi đánh cờ với lão phu đấy. Vô số điểm sáng đã ẩn vào trong mây. Đưa ra lựa chọn không hối hận sao? Tất cả giống như là một giấc mơ mà anh hùng cảm giác bản thân như đang bị say. Ơi, đưa ra lựa chọn không hối hận sao? Thôi bỏ đi, trước tiên không nghĩ nhiều như vậy nữa. Tóm lại,
phải ngủ một giấc trước đã. Người chiến thắng cuối cùng của Yến Tiền Diễn Võ, Chân Hương Thiên Tôn. Số lượng di sản Thiên Tôn mà Mã Anh Hùng đang có, 8.